Rồi, hello, chào các bạn. Đến video ngày hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn tiếp video mất gốc tiết 2. Thì thầy sẽ chỉ số mol nè, khối lượng mol, làm bài tập và các công thức hóa học. Công thức hóa học về tính Vm gì đấy. Bây giờ đầu tiên thì thầy sẽ chỉ lại cái tính khối lượng mol nè. Tính khối lượng mol tính sao? Rồi, ví dụ như bài 1 tính khối lượng mol. Các bạn coi lại cái trang 42 á. Để làm được cái này thì chúng ta phải nhớ cái trang 42 của hóa 8. Đây, chúng ta sẽ dựa vào nguyên tử khối ha. Ok, nguyên tử khối ví dụ như là tính khối lượng mol có nghĩa là chữ M lớn đó. Ok, ví dụ như qua người ta kêu tính khối lượng mol của H2SO4. Ok, như vậy chúng ta sẽ tính sao khối lượng H2O4 là chữ đây, chữ M là khối lượng mol các bạn. Còn H2O4 mình viết nhỏ ở đây, H2O4 bằng đây cho thầy. Sẽ bằng hydro là 1 nè. Ở đây có 2 nhân 2 cộng cho lưu huỳnh là 32. Rồi cộng cho là oxy là 16. Có 4, chúng ta nhân 4 cho thầy. Ok ha, như vậy chúng ta sẽ cộng lại thôi. Là ra 98 gam trên mol. Ok chưa nào? Đây, đó, câu A. Ví dụ như câu B thì cho là NaOH đi. Câu C là thầy cho là Al2SO4 tất cả 3 lần. 3 lần ha. Rồi giờ thầy sẽ chỉ câu A xong. Rồi câu B nè. Câu B là NaOH. Rồi Na của mình là nhớ thế này, là Na của mình là mình tra ở đây. Các bạn làm riết các bạn sẽ thuộc thôi. Na của mình 23 nè. Đó, các bạn thấy vô 23. Oxy của mình là mấy? Oxy của mình là 16. 16. Còn H của mình đây, H của mình là 1. Ok. Chúng ta ra được là 40 gam trên mol. Ok nha các bạn. Rồi chúng ta phải tìm được khối lượng mol thì chúng ta mới tìm được số mol nha các bạn. Nên thầy đang chỉ các bạn lại, các bạn đã mất gốc đó. M của Al2SO4 tất cả 3 lần bằng nhôm này. Chúng ta coi nhôm với thầy là 27 nhôm rồi. Đây nhôm là 27 nè. Đó, 27 nhân 2 cho thầy. Tại chỗ này có số 2, tự nhân 2 cộng các bạn, cộng cho đóng ngoặc. Rồi ở đây có nhóm nhân 3, chúng ta nhân 3 thầy. Ok, lưu huỳnh nè, lưu huỳnh các bạn tra làm thầy là lưu huỳnh là 32 nè. Đó, đề nó sẽ cho các bạn cộng cho oxy của mình biết là 16 nhân cho 4. Đó, các bạn bấm máy tính cho thầy. Rồi, các bạn ra thầy là 342 nhé. 342, đơn vị là gam trên mol. Gam trên mol các bạn biết là gam trên mol giùm thầy nhé. Hoặc là muốn ba bỏ luôn cũng được, không sao. Rồi ok, như vậy là thầy đã chỉ các bạn tính lại thôi. Hoặc là chúng thầy thì thử một khác như là M của FeOH tất cả 3 lần thì bằng Fe của mình là 56 nha các bạn. Fe 56 cộng cho mở ngoặc đóng ngoặc, cái ngoặc này có 3 chúng ta nhân 3 ha. Rồi oxy của mình là 16 nè, hydro của mình là 1 đó bằng. Rồi các bạn bấm máy tính thôi. Ok, chúng ta sẽ 56 cộng 16 cộng 1 tất cả nhân 3 ra 107 gam trên mol. Ok chưa nè, đơn giản nha các bạn nha, rất đơn giản. Vậy là xong khối lượng mol, xong khối lượng mol rồi. Bây giờ thầy sẽ chỉ số mol. Ok, qua phần 2 là số mol. Rồi số mol này thì sao? Thì chúng ta phải thuộc những công thức cho thầy. Đây, chúng ta phải thuộc cái công thức thì chúng ta mới làm được. Đây, trong cái tài liệu của thầy đây thì thầy đã có làm bốn công thức hay gặp nhất. N thì bằng M nhỏ chia M lớn. Ok ha. N thì bằng V chia 2/4. N bằng CM nhân V. Rồi, ok ha. Rồi, nếu mà đề cho C phần trăm mà dung dịch thì ta phải tìm M chất tan, sau đó mới tìm M dung dịch đó. Hoặc là cái công thức này là thầy viết gộp lại luôn, là N chất tan
sẽ bằng m dung dịch nhân c phần trăm chia cho 100 nhân n m. Ok nha các bạn. Đó, công thức này là thầy viết tắt luôn, hai công thức này thầy viết tắt qua công thức này luôn. Ok, rồi. Bây giờ mình vô ứng dụng sao vậy các bạn, tự viết bốn công thức này vô cho thầy nhé. Ha, viết bốn công thức này vô. Rồi từ bốn công thức này chúng ta sẽ suy ra, hoặc là các bạn dùng theo thầy thấy có một số người giáo viên chỉ là tam giác á. Đây ví dụ như m đây. M ta điền trên ha, ở dưới đây chúng ta điền chữ gì nè, chữ n với chữ m. Ok nè, đây giờ thầy chỉ nè. Ở trên nè. Muốn tìm m thì ta sẽ che lại, ta sẽ lấy là n nhân cho m lớn. Kiểu không các bạn? Rồi, muốn tìm n nè, suy ra. Muốn tìm n thì ta che n lại. Thì ta sẽ lấy m nhỏ chia m lớn. Kiểu không? Còn đề mà người ta muốn tìm m lớn. Muốn tìm nào ta che lại đó thì ta sẽ lấy là m chia n. Rồi, ok chưa? Ok nha các bạn. Như vậy là các bạn viết ra tam giác cho dễ cũng được, tùy các bạn. Ha, ví dụ như thầy ứng dụng cái thằng này đi, thầy ứng dụng cái thằng n bằng q chia 2 bằng 4 ha, thầy sẽ vẽ tam giác ra. Hoặc công thức hình tròn thầy có làm mà trước á. Cái nào cũng được nha các bạn. Rồi, bây giờ mình muốn tìm thằng v đúng không? Thì ta chen v lại thì chúng ta sẽ lấy là n nhân cho 2 bằng 4. Rồi bây giờ mình muốn tìm thằng n. Mình muốn tìm n, các bạn chen n lại. Thì chúng ta sẽ ra là v chia 22.4. Ok nha các bạn. Ok ha, như vậy chúng ta phải nhớ những cái hình tam giác này cho thầy là làm được, hoặc là các bạn cứ học thuộc cho thầy. Các bạn nào nhảy rồi chúng ta học thuộc ha. Như vậy chúng ta sẽ nhớ bốn công thức này cho thầy. Bốn công thức số mo ha, bốn công thức đầu tiên. N bằng m nhỏ chia cho m lớn. Ok ha, rồi. Số mo là ký hiệu chữ n rồi, m lớn của mình là khối lượng mo. Còn m nhỏ là khối lượng ha, như vậy là m nhỏ là khối lượng. Ha, m lớn là khối lượng mo. Đó, nãy thầy nói là khối lượng mol. Đó, công thức đầu tiên tính số mol. Công thức số 2 là n bằng v chia 22.4. Ok, v là thể tích chất khí. À, đề cho ml thì chúng ta phải chuyển về gì? Về lít nha, đơn vị chuẩn của chúng ta là lít nha các bạn. Như vậy là công thức số 2 nè, công thức số 2 các bạn chú ý là phải chất khí nha các bạn. Chất khí mới dùng được nha, chất khí mới dùng được nha các bạn. Rồi công thức số 3. N thì bằng cm nhân v. Đó. Đây, bây giờ chỉ nè, v này là thể tích chất lỏng. V này là thể tích chất lỏng nha các bạn. V này là thể chất lỏng, vậy chất lỏng chúng ta mới dùng công thức này. Còn cm là nồng độ mol. Ok nha các bạn. Rồi công thức số 4 thì chúng ta chia làm hai bước nha. Vậy là đây, thầy có ghi đây, các bạn ghi vô cho thầy công thức số 4 luôn đi. Đầu tiên ta tìm m chất tan bằng m dung dịch nhân cho c phần trăm chia cho 100, rồi chúng ta mới tìm n chất tan bằng m nhỏ mới chia m lớn. Vậy chúng ta quay về cái công thức số 1 đây ha, cái chỗ này là công thức số 1 á, kịp không? Hoặc là chúng ta dùng luôn công thức tính nhanh là n chất tan bằng m dung dịch nhân c phần trăm chia cho 100 nhân n m luôn. À, tùy mấy bạn ha, mấy bạn thích làm công thức nào nhanh thì mình làm, còn không thì mình cứ làm từ từ. Vậy đầu tiên công thức số 4 ha, mình sẽ tìm n m chất tan bằng n m dung dịch nhân cho c phần trăm chia cho 100. Rồi t
tính được M chất tan rồi chúng ta mới suy ra tìm N chất tan bằng M chất tan chia cho M lớn. Ok nha, các bạn nhớ cái công thức số 4 nha nè, kẻo lại nhầm nha. Còn không các bạn viết gộp, đây cái này viết gộp này, các bạn viết thêm nè, thầy hết chỗ trống chỗ này nè, thầy hết chỗ trống chỗ này nè. Như vậy là cái công thức số 4 các bạn chú ý ha, nó sẽ có đó, có hai bước nha. Làm bước này rồi chúng ta mới làm cái bước ở bên đây. Còn mấy cái này chúng ta hay gặp nè, khối lượng người ta cho gam nhé, cho gam chúng ta cũng làm rồi. Ok ha, đó công thức tính số mol. Giờ bắt đầu chúng ta qua áp dụng qua áp dụng cho coi mình làm sao ha. Ví dụ như thầy sẽ lấy cái hóa chính ra, chúng ta đọc cái đề này rồi chúng ta áp dụng làm sao. Đây người ta cho câu 6 nè, đây áp dụng để kiếm điểm này, người ta cho 1,6 gam đồng 2 oxit đấy, đã đồng 2 oxit tác dụng với 100 gam dung dịch axit uric có nồng độ 20%. Rồi như vậy chúng ta áp dụng nè, 1,6 gam đồng 2 oxit nè, gam nè. À gam thì chúng ta phải áp dụng công thức số 1 nha các bạn, kịp không nè. Như vậy chúng ta phải áp dụng cái công thức số 1 nhé. Rồi áp dụng công thức số 1 rồi thầy chỉ ha. Rồi đây số mol đồng 2 oxit của mình, đồng 2 oxit của mình là gì, đồng 2 oxit, đồng 2 oxit có nghĩa là COO nha. COO như vậy ta sẽ có là số mol của COO bằng M nhỏ chia cho M lớn, kịp chưa. Rồi M nhỏ của mình là cho 1,6 nè các bạn, 1,6. Còn M lớn chúng ta tính ngoài nháp đó thầy nè, M lớn của COO các bạn tính ngoài nháp luôn cho thầy nè. M COO nhớ thầy là CO là 64, oxy là 16, là bằng 80. Đó, vậy là 80 gam trên mol, thì chỗ này ta điền 80 cho thầy. Đó. Rồi ta bấm máy tính. 1,6 chia 80 cho thầy bằng 0,02. Đây 0,02 mol. À kịp chưa các bạn? Đó, đây là áp dụng công thức số 1. Công thức 1. Tí thầy chỉ mấy công thức khác. Rồi giờ chúng ta sẽ qua tiếp. Cho 100 gam dung dịch axit uric có nồng độ 20%. Như vậy nè, cho 100 gam dung dịch nè, rồi 20% là gì, áp dụng công thức số 4 cho thầy nha. Áp dụng công thức số 4, đọc vô thấy mà 100 nè, 100 gam nè các bạn nhớ, 100 gam dung dịch nè với 20% là áp dụng công thức số 4 liền nha. Áp dụng công thức số 4. Rồi công thức số 4 chúng ta làm sao thì chúng ta coi đây nè. Đây M chất tan. À, như vậy chúng ta sẽ tính cho thầy là khối lượng chất tan. À, đầu tiên tính khối lượng, khối lượng H2SO4 là như vậy, chúng ta sẽ có là MH24. Mình khỏi ghi chất tan cũng được cho các bạn, ghi MH24 được rồi. Đây nè, ghi chữ M dung dịch nhân C phần trăm chia cho 100. Đó, M dung dịch của mình đây là 100. C phần trăm của mình là 20 chia cho 100. À vậy là mình là 20 gam. Ok, vậy chúng ta ở đây mới ghi ra là số mol H2SO4 là, vậy ta sẽ có là NH2SO4 bằng M nhỏ chia cho M lớn. Ok, bằng 20. M lớn nãy chúng ta tính ra đó. Đây. M lớn nãy chúng ta tính ra 98 này các bạn. Nha, 1 x 2 cộng 32 cộng rồi. Thì tính điền vào đây là 98. Vậy các bạn hiểu tại sao nãy thì bắt các bạn tính khối lượng mol cho nè. Rồi bằng 98 rồi lấy 20. 20 chia 98 đó thầy. Là ra không phải gần sắp xỉ, gần bằng 0,2 đi. 0,2 mol. Đó, ok, như vậy là ta đã áp dụng thông công thức này là công thức số 4 ha. Đây, đang công thức số 4.
Đấy, công thức số 4 này. Nha, làm hai bước, công thức số 4 làm hai bước. Rồi. Ok nhá. Tiếp là công thức số 2 và số 3 thì thầy tìm. Đây đây công thức này luôn. Câu 6 này. Câu 6 này là các bạn đọc sơ ha. Dẫn 11 nhằm dẫn 112 ml khí SO2 qua dung dịch 700 ml CaOH 2 lần nồng độ 0,01 m sản phẩm. Rồi. Bây giờ nó thay nè, ghi chữ khí nè. À, các bạn dòm kỹ. Khí nè. Đúng không? Khí thì chúng ta phải áp dụng cái công thức số 2 cho thầy. Ok nè, nó ghi chữ khí nè. Rồi, thì tiếp theo người ta ghi là 700 ml dung dịch CaOH lần nồng độ 0,01 m, có nghĩa là áp dụng công thức số 3. Đây, công thức số 3 đây, để tích chất lỏng là dung dịch. Đó. Rồi ok ha, cứ từ từ. Rồi mình dùng công thức số 2 trước nè. Ok, công thức số 2. Rồi. Số mol SO2 là thì ta sẽ có là NSO2 bằng gì? Bằng V chia cho 22,4. Rồi các bạn phải đổi cho thầy nè, phải đổi cho thầy 100, ta đổi 112 ml. Ta sẽ lấy 112 ml chia cho 1000 cho thầy. Đó, thì các bạn ra được 0,112 lít. À, như vậy các bạn nhớ giùm thầy phải chia cho 1000 nha các bạn. Vậy chỗ này chúng ta là 0,112 chia 22,4. Rồi các bạn bấm máy tính cho thầy. Rồi các bạn chú ý nè, khi bấm máy tính thì nó ra vậy đúng không? 5 x 10 mũ trừ 3 thì các bạn để chuyển qua cái kia thì các bạn bấm là Shift Enter. Bấm 2 lần. Đó nó ra 0,005. 0,005 mol. Ok chưa nè các bạn? Đó. Vậy là công thức số 2 đã xong. Đây công thức số 2 xong. Giờ chỉ công thức số 3. À. Công thức số 3 rồi, qua 700 ml. Qua 700 ml. Như vậy chúng ta sẽ có là 700 ml này có nghĩa là V của thằng CaOH tất cả hai lần nha các bạn. Là 700 ml. Ta chuyển về là 700 ml nè, chia cho 1000 bằng 0,7 lít. Đó, thầy làm rất là chậm nha các bạn. Rồi xong. Rồi nồng độ này, nồng độ có nghĩa là cm của nó đó. Nồng độ có nghĩa là cm đó. Cm của nó là bằng 0,01 m. Vậy tính cho ta xì ra hay xì ra số mol. Xì ra số mol CaOH hai lần là NCaOH tất cả hai lần. Các bạn viết như vậy cho thầy để biết N của con nào nha các bạn. Bằng cm nhân V. Đó, cm ta viết vô 0,01 nhân 0,7. Đó, bấm máy tính cho thầy 0,01 nhân 0,7. Đó, nó cũng ra 7 nhân 10 ngũ trừ 3. Chúng ta bấm Shift Enter 2 lần. Ra 0,007 mol. Rồi, ok nha các bạn. Ok. Xong chưa? Như vậy là thầy đã hướng dẫn xong rồi đó. Xong số mol là chúng ta áp dụng 4 công thức này là chúng ta sẽ biết làm thôi. Rồi. Ok chưa nào? Ok ha. Ngoài những công thức tính số mol thì các bạn phải suy ra mấy công thức khác nữa. Ví dụ như từ công thức số mol chúng ta sẽ suy ra tìm được cái m nhỏ đây. Đó, tính khối lượng m nhỏ bằng n nhưng mà lớn, hoặc là m chất tan nè. Đấy, thầy có làm. Chúng ta thuộc công thức tính số mol ta suy ra mấy khác. Hoặc chúng ta tính thể tích chất khí nè. Này, thể tích chất khí này chúng ta sẽ là lấy n nhân cho 2,4. À, hạt tính nồng độ mol ta lấy n chia cho v. Đó, từ công thức đó các bạn suy ra dùng thầy hạt công thức tính nồng độ bằng m chất tan chia m dung dịch nhân trăm. Giờ thầy lướt qua những cái công thức quan trọng nè, các bạn chụp màn hình các bạn ghi lại nha. Rồi thầy hướng dẫn
công thức tính bốn công thức tính số mol đúng không? Từ công thức tính số mol chúng ta có thể tìm ra mấy thằng trig khác như m nè, v nè, sin m. Rồi công thức tính nồng độ mol nhớ thầy là bằng m trước tan chia m dung dịch nhân trong trăm. Công thức tính nồng độ mol n chia v. Công thức tính khối lượng m bằng n nhỏ mân m lớn. M trước tan bằng c phần trăm nhân m dung dịch chia cho 100. Rồi công thức tính khối lượng dung dịch có hai công thức là m dung dịch bằng m trước tan nhưng mà cộng m dung môi, hoặc chúng ta lấy từ cái công thức là c phần trăm nè bằng n m trước tan chia cho m dung dịch nhân cho 100%. Vậy chúng ta rút tìm n m dung dịch, m dung dịch thì bằng n m trước tan nhân cho 100 chia cho này, hoặc là chúng ta có công thức là m dung dịch bằng v dung dịch nhân cho d. D này là cái gì? D này là khối lượng riêng. Đây này là khối lượng riêng nha các bạn. Hoặc là công thức tính thể tích dung dịch v bằng n chia cm, hoặc là v dung dịch bằng m dung dịch chia cho d. Đó, thầy đang giới thiệu qua các công thức nhé, các công thức cho các bạn biết. Rồi xong rồi đó. Đây một số công thức khác nữa, ví dụ như tính phần trăm trong hỗn hợp thì chúng ta lấy MA chia hỗn hợp nhân cho 100. Rồi muốn tính phần trăm B lấy MB chia phần trăm trăm. Hoặc là tỷ khối chất khí, các bạn nhớ hay là tỷ khối chất khí D bằng MA trên MB. Rồi tính hiệu suất, lấy M thực tế nha các bạn, TT là M thực tế nha, TT là TT nè, MTT là khối lượng thực tế, còn MLT là khối lượng lý thuyết nha, khối lượng lý thuyết. LT nha, LT là lý thuyết nè, còn TT là thực tế. Ok nha các bạn. Đó, nãy giờ là thầy đang chỉ cho các bạn các công thức hóa học rồi đó ha. Nãy giờ là thầy đang chỉ cho các bạn các công thức hóa học rồi. Đó, các bạn coi lại nha, viết lại cho nhớ nha các bạn. Đó, viết lại giùm thầy cho nhớ. Đó, đúng không? Ok, như vậy chúng ta coi tí xíu chúng ta sẽ lấy lại gốc của môn hóa rồi. Rồi, thầy có làm về các bảng tính tan rồi, các bạn coi lại nhé. Ha. Các bạn coi lại giùm thầy. Coi lại có video thầy làm riêng đó, chúng ta học rất là dễ thuộc. Rồi xong nha, như vậy là công thức học xong, bây giờ thầy sẽ chỉ cách làm bài tập nếu đề cho một số mol. Bài tập một mol thì chúng ta làm sao? Ok ha, thầy chỉ cách trình bày luôn. Ok nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ đọc cái bài này cho thầy. Bài số 4. Bài số 4. Đọc đề giùm thầy. Rồi mình sẽ làm gì để có điểm. Rồi bài số 4 ha, trang 9. Chúng ta đọc: biết 2,24 lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn tác dụng hầu hết tới 200 ml dung dịch BaH lần. Sản phẩm thu được BaCO3 và H2O. A viết phương trình hóa học. B tính nồng độ mol của dung dịch BaH đã dùng. C tính khối lượng chất kết tủa thu được. Như vậy là chúng ta sẽ tính số mol trước. Bước đầu tiên của làm bài này các bạn nhớ là bước 1 là tính số mol. Tính số mol cho thầy. Bước 2. Bước 2 chúng ta sẽ làm gì nè? Viết phương trình hóa học. Bước 3. Nhớ thầy mấy cái này chúng ta nhé. Đây là đối với dạng bài một số mol. Còn hai số mol thì chúng ta sẽ khác ngay cái chỗ này, có lập tỷ lệ chỗ này. Bước 3. Còn một số mol với hai số mol đều giống như chỗ này hết. Tính số mol, viết phương trình. Bước số 3. Bước số 3 của mình sẽ là tính số mol các chất theo phương trình hóa học. Rồi bước 4 là tính theo yêu cầu đề. Tính theo yêu cầu đề. Ví dụ như đề bắt tìm gì? Bắt tìm khối lượng. Các bạn nhớ này, m, ví dụ như m chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta dựa vào công thức này.
Muốn tìm mà nhỏ thì lấy n nhưng cho mà lớn. À, hoặc là các bạn lấy cái tam giác cho thầy đây nè. Muốn tìm m che lại. Như vậy là nó sẽ bằng gì? Đây, muốn tìm m che lại là bằng n nhân cho m lớn. Ok, đó. Còn muốn tìm thể tích khí. À, V khí nè. Che lại là bằng V thì bằng n nhân cho 22,4. Ok. Bằng n nhân cho 22,4. Đó, ok, chúng ta phải thuộc thì chúng ta mới thấy. Rồi muốn tìm cm. Cm thì bằng n chia V. Rồi ok nha. Đó, trình bày vậy thôi là biết làm bài này. Rồi chúng ta sẽ qua. Nhớ nha, nhớ 4 bước này nha để chúng ta làm. Chúng ta đọc sơ là 1 là tính số mol, 2 là viết phương trình hóa học, 3 là tính số mol các chất theo phương trình hóa học, bước 4 là tính theo yêu cầu đề. À, rồi xong. Ok, rồi chúng ta sẽ làm bài này sau. Đầu tiên chúng ta sẽ làm là số mol của CO2. À, số mol CO2 là sẽ ra là V N chứ, thầy viết nhầm đó, N các bạn. N bằng V chia 22,4. V của mình đây là bằng 2,24, còn khi là 22,4. Các bạn muốn tính cho thầy là bằng 0,1 mol. Kịp không các bạn? Đã số mol CO2 xong nha. Rồi, còn cái 200ml dung dịch này chúng ta không tính được số mol nha, chúng ta chỉ đổi thôi. 2V của thằng này BaOH tất cả hai lần bằng 200ml chuyển qua 0,2 lít cho thầy. Chia cho ngàn nha các bạn. Này chia cho ngàn, thầy nãy thầy chỉ đổi rồi. Chúng ta không lấy này nha. Các bạn không được lấy cái này nhiều, bạn là sai lắm. Lấy V chia 22,4. Ý là lấy 0,2 nè, chia 22,4 ra số mol là sai nha. Tại vì cái này là dung dịch mà. Dung dịch không có được, phải chất khí. Đây, chất khí này chúng ta mới áp dụng công thức này. Kịp không? Kịp nha, rồi xong. À, tiếp theo là viết phương trình. Vậy phương trình hóa học chúng ta sẽ có là CO2 cộng với BaOH tất cả hai lần ra BaCO3 cộng H2O. Đó. Xong chưa? Như vậy chúng ta sẽ làm sao nè. Rồi ta điền số mol này vô cho thầy. Ta điền số mol này nha. Rồi các bạn làm từ từ cho thầy nè. Chúng ta phải điền những cái hệ số trước đây cho nhớ nè. Phương trình này cân bằng là chúng ta cứ điền 1 mol. Rồi chúng ta ghi vậy cho nó quen ha. Rồi cái này là chúng ta ghi chữ cho thầy là theo phương trình. À, còn phản ứng. Chữ này thì ghi phản ứng nè, chữ này thì ghi theo phương trình nha. Phản ứng thì người ta lấy cái này bao nhiêu thôi các bạn. 0,1 mol thôi các bạn, điền như thế này 0,1. Vậy suy ra mấy số mol này chúng ta nhân chéo chia ngang, nhớ thầy nè. Nhân chéo chia ngang là 0,1 luôn. Này cũng vậy, lấy 0,1 này làm chuẩn. Lấy 0,1 này nhân 1 nè. Chia 1 lại là cũng bằng 0,1 luôn. Rồi đó. Vậy xong các bạn cứ làm nhân chéo chia ngang cho thầy nha. Nhớ nha, ở đây không có gì con số 1 các bạn hạ xuống. Ở đây không có gì con số 1 các bạn hạ xuống. Ở đây không có gì là con số 1. Các bạn cứ làm như thầy là 0,1 nè. Nhân 1 chia 1 là 0,1. Lấy 0,1 nhân 1 chia 1 là 0,1. Ok. Xong nha. Như vậy tiếp. Chúng ta xong cái bước 1 và bước 2 rồi. Và bước 3 này nè, tính số mol theo các chất rồi. Chúng ta bước 4 là tính theo yêu cầu đề. À, đề nó bắt tính cái gì thì mình tính cái đó thôi. Ví dụ như nó kêu là tính nồng độ mol dung dịch đã dùng. Như vậy câu B, nồng độ mol BaOH tất cả hai lần thì chúng ta sẽ có là CM. À, chúng ta viết nhỏ nhỏ như đây, biết BaOH tất cả hai lần đi cho người ta biết của chất đó bằng gì? N chia cho V. Ok ha, N của mình là mấy? N của mình đây. N của mình vừa tính là 0,1, ta điền cho 0,1. V của mình nãy mình đổi là 0,2. Bấm 0,2 thầy. Đó. Lấy 0,1 chia 0,2 ra 0,5m. 0,5m.
Ok, xong chưa các bạn? Rồi xem nhân V thì các bạn phải học thuộc cái công thức này với thầy đây. CM bằng N chia V. Ok ha. Đó, nồng độ mol đó các bạn phải thuộc. Rồi câu C là tính khối lượng chất kích tủa thu được. C, vậy chất kích tủa mình thu được là chất này nha các bạn. Chất này là kích tủa màu trắng. Ok, hay gì là tính khối lượng. Khối lượng BaCO3. Đúng không? Khối lượng BaCO3 chúng ta sẽ có công thức là M BaCO3 bằng N nhân cho M lớn. Ok, N này của mình là bằng 0,1 nè. Các bạn kê xuống đây. Còn M lớn của này thì chúng ta tính ngoài nháp đó thầy nha. Tính thì tính ngoài nháp của cái này cho. M lớn của BaCO3 các bạn tính là 137 nè. Ba là 137 cộng cho carbon là 12 cộng cho oxy 16 tất cả nhân 3. Đó, bấm máy tính. 137 cộng 12 cộng 16 nhân 3 là bằng 197. Ok nha, 197 gram trên mol. Như vậy chúng ta sẽ ghi là 197. Rồi 0,1 nhân 17 ra 19,7 gram. Đó. Ok ha. Như vậy là video của thầy là đến đây kết thúc nha. Thầy đã hướng dẫn cho các bạn tiết 1, tiết 2 rồi. Là các bạn sẽ hình dung về môn hóa của mình tí xíu rồi ha. Đó, tiết 1 thì các bạn coi lại ha. Thầy có làm về nguyên tử, nguyên tố hóa học, hóa trị, công thức hóa học, phương trình hóa học. Còn tiết 2 thầy đã làm số mol, khối lượng mol, làm cái bài tập rồi. Rồi công thức hóa học thầy đã giới thiệu. Kịp ha. Như đó, như vậy các bạn coi hai video của thầy là đã lấy lại gốc của môn hóa tí xíu. Rồi thầy sẽ cố gắng làm thêm cái tiết 3 nữa ha. Rồi, các bạn thấy video của thầy hay thì mình đăng ký và chia sẻ giúp thầy để cho các bạn khác mất gốc môn hóa có thể lấy lại môn hóa nhé. Rồi thầy chào các em, hẹn gặp video các em, hẹn gặp các em ở video tiếp theo. Chào các em nhé.